Chào mừng quý vị và các bạn đến với một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đại hội Thế giới lần thứ bảy chống án tử hình Châu Phi loan báo tin mừng qua phim ảnh Giáo hội Công giáo Trung Quốc đón nhận gần 50.000 tân tòng trong năm 2018 trang web mới của Sở Từ Thiện của Đức Giáo Hoàng. Tin Brussels, Bỉ, Đại hội Thế giới lần thứ bảy chống án tử hình Trong 5 ngày từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, Đại hội Thế giới lần thứ bảy chống án tử hình đã diễn ra tại Brussels, thủ đô châu Âu với chủ đề Chúng ta hãy xóa bỏ tất cả án tử hình theo ông rafael kenui azan tổng giám đốc hiệp hội chống lại hình phạt tử hình quốc tế thì cuộc đấu tranh xóa bỏ án tử hình vượt qua sự phân tắt và vượt ra ngoài các lục địa và văn hóa nó tập hợp những gì bị phân tán đó là lý do tại sao nó duy nhất và cần thiết chắc chắn mong muốn trừng phạt và bùng phát bạo lực chưa bao giờ thiếu trong lịch sử nhưng các xã hội đã xóa bỏ án tử hình mong muốn được xây dựng qua sự xoa dịu và lòng khoan dung khởi đi từ nền tảng quyền con người, cuộc đấu tranh chống án tử hình thể hiện những gì mà con người nhắm đến trong nhiều thế kỷ. Cần phải chấm dứt sự lạm dụng đối với quyền bất khả xâm phạm sự sống, điều làm tổn hại đến con người. Chính vì điều này, phần lớn người dân và các quốc gia cổ vũ bãi bỏ án tử hình, 2 phần 3 các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới nhất của Liên Hợp Quốc, kêu gọi một lần cấm thi hành. Đại hội thế giới chống án tử hình bắt nguồn từ chính bản chất nguyện vọng mang tính toàn cầu này. Theo ông Tổng Giám đốc, mục đích đại hội thế giới chống án tử hình là mong muốn trao ban cho những người phải đối mặt hàng ngày với án tử hình như cựu tử tù, gia đình, luật sư, một thông điệp tích cực và hy vọng. Tin Châu Phi Châu Phi loan báo tin mừng qua phim ảnh. Hàng năm, tại Ouagadougou, Liên hoan phim Châu Phi là cơ hội để tất cả các diễn viên chính của Châu Phi quy tụ. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm, sự kiện mang chủ đề điện ảnh phục vụ sự phát triển của các nước Châu Phi đã diễn ra. Ngày nay, điện ảnh được coi là một con đường truyền giáo chủ yếu. Liên hoan phim Châu Phi là một cân quan trọng trong việc thể hiện hình thành, truyền thông và phát triển lục địa Châu Phi ở tất cả các tầm mức của nó qua phim ảnh châu phi lắng nghe tiếng nói của chính mình kể câu chuyện của riêng mình và thảo luận về các vấn đề cho sự phát triển toàn diện của lục địa các cuộc khủng hoảng chính trị xã hội và hậu bầu cử khủng bố các cuộc đấu tranh vì quyền lực liên tục và đẫm máu điểm tựa cho thảm kịch châu phi tất cả đã được lên tiếng nhờ điện ảnh giáo hội công giáo ở châu phi không muốn tiếp tục là một người xa lạ đối với một sự kiện văn hóa như vậy một sự kiện liên quan đến cuộc sống và hạnh phúc của người dân châu phi giáo hội xác định tất cả các phương tiện đều tốt cho việc loan báo tin mừng cho việc phát triển toàn diện giáo hội cũng có thể loan báo tin mừng thông qua phim ảnh đóng góp đáng kể vào việc bảo tồn các giá trị và sự giàu có của các nền văn hóa châu phi dưới ánh sáng tin mừng các nhà thần học châu Phi lưu ý, công giáo phải dấn thân và đứng về phía những người, thông qua điện ảnh, đấu tranh để biến châu Phi thành một vùng đất hòa bình và công lý. Các ý tưởng của liên hoan phim châu Phi cũng nằm trong sứ mệnh truyền giáo của giáo hội, và đó là lý do tại sao người công giáo của lục địa này đang thúc đẩy và ủng hộ sự kiện này. Tin Trung Quốc Giáo hội Công giáo Trung Quốc đón nhận gần 50.000 tân tòng trong năm 2018. Theo báo cáo của Viện Văn hóa Faith, có trụ sở tại Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, hơn 48.000 người Trung Quốc đã được rửa tội vào năm 2018 vừa qua. Đây là con số được báo cáo trên ấn phẩm chính thức của Viện. Con số này bao gồm dữ liệu thu thập từ 104 giáo phận công giáo, được chính quyền Trung Quốc công nhận thuộc 30 đơn vị cấp tỉnh. Cũng trong năm 2018, như những năm trước, nơi có số tân tổng công giáo đông nhất gần 13.000 là tỉnh Hà Bắc. Với con số tân tổng đáng ghi nhận tại các cộng đồng công giáo của các tỉnh Sơn Tây, 4.124, Tứ Xuyên 3.707 và Sơn Đông 2.914, Viện Faith cũng thông báo về số người được rửa tội tại các cộng đồng công giáo ở các khu vực đa số dân theo Hồi giáo và các nhóm dân tộc thiểu số như Tây Tạng là 8, Hải Nam 35, Thanh Hải 43 và Tân Cương 57. Dữ liệu về số tân tổng công giáo Trung Quốc được viện thông báo hàng năm, bao gồm các trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn, không tính đến những người được rửa tội tại nhiều cộng đồng công giáo ở các khu vực cô lập nhất và trong các cộng đồng công giáo hầm trú. Những năm gần đây, dữ liệu của Viện Fay cho thấy có một sự phát triển mới trong giáo hội công giáo của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc loan báo tin mừng ở Trung Quốc là một chặng đường dài còn phải đi và mời gọi sự cộng tác của rất nhiều người. Tin Vatican trang web mới của Sở Từ Thiện của Đức Giáo Hoàng. Hoạt động bác ái phải đến được với tất cả những ai cần đến, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu. Đó là lý do cần phải sử dụng mọi phương tiện để thực hiện nó, bắt đầu từ Internet. Ngay cả một tổ chức như Sở Từ Thiện của Đức Giáo Hoàng đã có từ thời Đức Giáo Hoàng Innocenzo thứ ba cũng phải thích nghi với thời đại, trong khi vẫn trung thành với truyền thống lịch sử giáo hội. Chính vì lý do trên đây mà Đức Hồng Y. Konrad Kratiewski, chán sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng, đã cập nhật nhu cầu thông tin mới trên trang web của tổ chức để hoạt động bác ái có thể dễ dàng chuyển từ bàn tay này đến bàn tay khác cho người anh em đang cần được giúp đỡ. Sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng chính là tổ chức gây quỹ, công cụ cho hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng một trong những phương tiện đã được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động bác ái của sở từ thiện là việc xin phép lành tòa thánh. Qua trang web mới này, người xin có thể thực hiện trực tiếp, chi trả cũng như dân tặng có thể qua thẻ tín dụng. Một email xác nhận sẽ được gửi cho người xin phép lành tòa thánh. Dịch vụ fax sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 2019. Sau khi trừ các chi phí, Số tiền thu được hoàn toàn dành cho hoạt động bác ái nhân dân Đức Giáo Hoàng mà Sở Từ Thiện thực hiện mỗi ngày cho người nghèo. Trong trang web này có mục "Dân tặng cho việc bác ái của Đức Giáo Hoàng", ai muốn chia sẻ với người nghèo có thể vào mục này để có những thông tin cần thiết. Như vậy, Sở Từ Thiện là một tổ chức, một mặt là nơi tiếp nhận dân tặng và mặt khác là nơi trao ban qua bàn tay bác ái của Đức Giáo Hoàng. <laughs> một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau